chỗ bị các bạn. Nay chúng ta sẽ đi đi đường Đề Thám để đi đến cái hẻm 100 nha. Bây giờ là 7 giờ sáng. Ở Sài Gòn 7 giờ sáng mọi người đang tất bật đưa con đi học. Trước lạnh lắm. Thì bây giờ đang nhiệt độ khoảng 22 độ. 22 tới 25 độ. Giờ buổi trưa chắc có thể lên tới 30 độ. Buổi sáng thì lạnh. Đây là ngã tư Trần Hưng Đạo và Đề Thám. Quẹo trái đi đến cái hẻm 100. Cái
tự đâu ta, cái sáng ở phố Tây thì mọi người chuẩn bị dọn dẹp, mọi người đang dọn dẹp từ tối hôm qua tới bây giờ. Hôm nay chủ yếu bán buổi tối thôi, ban ngày thì bán lai rai, không có tập trung như buổi tối.
hảo hơn. Chúng xin tạm dừng cái video tại đây, hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn trong những video tiếp theo nha. Số hình ảnh về cái hẻm trăm với hẻm 148 cho mọi người xem để gợi nhớ cái gì đó. Rồi, tạm biệt mọi người, chúc mọi người vui vẻ nha.